đạp xe khám phá thiên nhiên và đời sống người dân địa phương, hay thư giãn với hoạt động cá massage chân. Đây là hai trong số các hoạt động rất được khách du lịch yêu thích tại xã Việt Hải, huyện Cát Hải. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, du lịch mở cửa trở lại, chính quyền thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị du lịch xây dựng các tour du lịch có lịch trình trải nghiệm biển đảo cụ thể, thu hút các dòng khách quốc tế có đường bay thẳng đến Hải Phòng. Sau cái đợt dịch vừa rồi thì cũng đã có một số doanh nghiệp, đặc biệt là ở trên địa bàn tôi có hai cái hợp tác xã vận tải du lịch, thành phố và huyện thì cũng tạo mọi điều kiện, đặc biệt những cái pháp lý, những cái thủ tục hành chính để cho người dân phát triển về cái du lịch. Chuyến du lịch trên tàu rất thú vị. Thăm thú các hòn đảo ở quanh đây cũng là một trải nghiệm có một không hai. Không chỉ du lịch biển, Hải Phòng thời gian qua còn nổi tiếng với các hoạt động quảng bá du lịch văn hóa truyền thống và đặc biệt là hoạt động food tour Hải Phòng. Việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch không chỉ gắn với biển đảo mà còn là tìm hiểu lịch sử, văn hóa hay ẩm thực, được coi là hướng đi giúp Hải Phòng tránh được tính mùa vụ của du lịch miền Bắc. Cái việc mà nhiều bạn trẻ hay là nhiều khách tìm đến với Hải Phòng để trải nghiệm food tour thì nó cũng có rất là nhiều bạn có những cái nhu cầu để tìm hiểu sâu hơn nữa về lịch sử văn hóa, thì đấy chính là cái cơ hội để cho những cái đơn vị làm về phát triển cộng đồng, làm về văn hóa, giáo dục như bên mình có thể là móc nối vào để tổ chức ra thêm các cái hoạt động này. Trong 11 tháng của năm 2022, Hải Phòng đã đón được trên 6,5 triệu lượt khách du lịch, vượt kế hoạch đặt ra là 4,5 triệu lượt. Nhưng theo các chuyên gia, ngay cả thời điểm trước dịch bệnh, du lịch Hải Phòng còn tồn tại một số hạn chế về hạ tầng du lịch, các khu dịch vụ bổ trợ, dịch vụ vui chơi giải trí còn thiếu, chưa đáp ứng điều kiện tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc tế. Khi mà khách đến đây, nếu mà thành phố Hải Phòng thì cần chú ý đến là phát triển du lịch sự kiện, du lịch mai để tạo điều kiện thuận lợi để mà cho Hải Phòng có thể trở thành một trong trung tâm của cái du lịch mai. Và vì vậy thì phải đầu tư các cái khách sạn, rồi là thậm chí các cái khu nghỉ dưỡng cao cấp. Sở Du lịch cũng đang triển khai một cái hoạt động chuyển đổi số, trong đó tập trung vào ứng dụng cái công nghệ. Cái thứ hai nữa là củng cố, nâng cao chất lượng cả cái sản phẩm du lịch. Và cái đầu tiên chú trọng đó là củng cố và bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, đào tạo cái lực lượng lao động. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16, thành phố Hải Phòng đã quyết nghị 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đột phá chiến lược thứ 3 được xác định là phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước. Đây sẽ được coi là động lực để ngành du lịch thành phố phát triển trong tương lai.